Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng hiểm nguy rằng trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều yêu đuối xa ngã nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Vác trên vai đường theo Chúa có đáng ngại chi? Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay.